xuyên đêm đấu giá đất huyện ven Hà Nội, lô cao nhất trả 127 triệu đồng một mét vuông. Phiên đấu giá 19 thửa đất tại thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, Hoài Đức, Hà Nội kéo dài xuyên đêm. Nhiều lô có giá đấu trúng gấp 10 lần giá khởi điểm, thậm chí có lô mức giá lên tới 127 triệu đồng một mét vuông, cao gấp 17 lần so với giá khởi điểm. Lúc 23 giờ ngày 19 tháng 8, vẫn có cả trăm người ở sân trung tâm thể thao huyện Hoài Đức, Hà Nội tập trung chờ kết quả cuối cùng của phiên đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên. Nhiều người tranh thủ lúc chờ công bố giá ăn vội để lấy sức đấu giá tiếp. Một số nhà đầu tư tham gia đấu giá cho biết, kết thúc vòng đấu thứ 6, mức giá đã gấp 5 đến gần 17 lần so với giá khởi điểm. Nhiều lô đất có giá đấu từ 70 đến 90 triệu đồng, thậm chí có lô mức giá đã lên tới 121,3 triệu đồng một mét vuông, gấp 16,6 lần so với giá khởi điểm. Giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một mét vuông. Sau 7 vòng đấu, có lô đất đã được trả giá đến 127 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, rất nhiều người dân tại các tỉnh thành lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang đến nơi tổ chức đấu giá 19 thửa đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức từ 4-5 giờ sáng để chờ làm thủ tục đấu giá. Đợt đấu giá này có hơn 700 bộ hồ sơ với 400 khách hàng tham gia đấu giá. 19 lô đất đấu giá xã Tiền Yên có diện tích 74m2 đến 118m2, giá khởi điểm đấu giá là 7,3 triệu đồng một mét vuông, thể lệ đấu giá bằng cách bỏ phiếu trực tiếp qua tối thiểu 6 vòng. Vị trí 19 lô đất đấu giá tại huyện Hoài Đức đấu giá lần này nằm sát khu vực vừa đường vành đai 4 đi qua. Theo công cụ lịch sử giá của bất động sản.com.vn, giá bán đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đang giao dịch ở mức trung bình 43 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng 30% so với quý 1 năm 2024 và tăng khoảng 48,3% trong vòng 1 năm qua. Nhiều người nhận xét với mức đấu giá trên 120 triệu đồng một mét vuông đang cao hơn rất nhiều so với thị trường khu vực xung quanh. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, viện phó viện nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng về cơn sốt đất đấu giá tại các huyện vùng ven như Thanh Oai, Hoài Đức có giá trúng cao hơn nhiều so với thị trường, một phần do các nhóm đầu cơ thao túng thổi giá. Bởi theo dõi các phiên đấu giá gần đây, xuất hiện nhóm nhà đầu tư từ Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang tham gia đấu giá trả giá cao. Đây là yếu tố đẩy giá nhà đất và bất động sản lên cao trong thời gian tới, khiến những người có nhu cầu thực khó tiếp cận. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng đề xuất để ngăn tình trạng đầu cơ thổi giá cần tăng mức cọc lên 50% giá trị ban đầu, có kết quả trúng đấu giá phải từ 1 đến 2 năm mới được mua bán công chứng.